Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2022 đến 19 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2022, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 135 ca mắc Covid-19, giảm 20 ca so với ngày hôm trước, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2022 lên 38.163 ca. 135 ca mắc mới trong đó có 112 ca cộng đồng. 23 ca trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Số ca mắc mới trong ngày 28 tháng 3 năm 2022 ở các địa phương đơn vị trong tỉnh gồm huyện Tân Hiệp 13 ca, huyện Kiên Lương 9 ca, huyện An Biên 8 ca, An Minh 7 ca, huyện Hồng Đức 5 ca, thành phố Hà Tiên 4 ca, thành phố Phú Quốc 4 ca, huyện Dòng Riền 3 ca, thành phố Rạch Giá 2 ca, bệnh viện Đa Khoa Tỉnh 80 ca.